cho cha với mẹ mừng đón xuân đông ngàn. Lòng biết ơn và cầu cho ông bà tổ tiên. Cây có cội, nước có nguồn và con người có tổ tiên. Những ngày lễ Tết là dịp con cái cháu chắt nhớ đến tổ tiên ông bà. Tổ tiên đã truyền lại cho chúng ta sự sống và giang sơn gấm vóc. Tổ tiên còn để lại cho chúng ta một kho tàng đạo đức, văn hóa và truyền thống. Những cái chúng ta đang vui hưởng trong cuộc sống hiện tại là do sự góp nhặt công sức từ bao đời. Tỏ lòng biết ơn ông bà tổ tiên, đó là bổn phận của mỗi người. Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta còn có bổn phận cầu nguyện cho các ngài. Tin vào sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta có niềm hy vọng vào sự sum họp mai này. Chính Chúa Giêsu ngước mắt lên trời khẩn nguyện: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con. Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ chuẩn bị chỗ cho các con cái yêu mến của Ngài. Nhiều khi chúng ta giới hạn ông bà tổ tiên là những người chúng ta nghe nói hay đã được gặp trong đời. Chúng ta biết ơn và cầu nguyện cho các ngài. Sự sống của chúng ta không bị đứt quãng. Sự sống khởi nguồn từ Thiên Chúa và sự sống đó đã trải qua biết bao nhiêu đời. Chúng ta có ngàn ngàn các tổ tiên đã đi trước. Nhiều ông bà tổ tiên đã không có cơ hội biết Chúa và tôn thờ Chúa. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện, xin Chúa ghé mắt đoái nhìn và thương xót đến các ngài. Cuộc sống của các ngài dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là các ngài đã đi đến cùng đường và giữ vững đức tin. Các ngài đã để lại nơi con cháu niềm yêu thương luyến nhớ. Cứ nhìn quả thì biết cây. Hoa quả của các ngài để lại đó chính là tình yêu thương, lòng quả cảm và sự hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Tôn kính những bậc cha ông đã lãnh nhận hạt giống đức tin và đã truyền đạt đức tin cho con cháu. Chính các ngài đã giữ vững đức tin cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Các ngài là những chứng nhân anh dũng, đáng được kính mến. Chúng ta có bổn phận tiếp lời cầu nguyện, để vì lòng Chúa nhân từ đón các ngài vào nơi vinh phúc.